Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người đến bệnh viện khám, khối u đã chiếm gần hết dạ dày, cơ hội được cứu sống hầu như không còn nữa. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ có cơ hội được điều trị triệt để ung thư dạ dày. Phát hiện sớm, ung thư sẽ được điều trị triệt để. Hiện nay, người mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường có những triệu chứng bình thường như đau bụng, chán ăn, có máu trong phân, có các triệu chứng về bệnh liên quan đến dạ dày như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Chính vì triệu chứng không rõ ràng, người dân thường bỏ qua việc khám tầm soát ung thư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội điều trị. Người bệnh chỉ cần điều trị bằng phẫu thuật mà không cần hóa trị. Vì vậy, bệnh sẽ được điều trị dứt điểm ngay từ khi khởi phát, tỷ lệ khỏi bệnh là trên 90% sau 5 năm, đồng thời giảm tỷ lệ tái phát, tiết kiệm chi phí và người bệnh có thể quay lại cuộc sống bình thường rất nhanh. Hiện nay, phương pháp tầm soát ung thư dạ dày tốt nhất là nội soi dạ dày. Nếu người bệnh phát hiện dấu hiệu ung thư càng sớm, cơ hội khỏi bệnh sẽ càng cao. Hy vọng cho người mắc ung thư giai đoạn tiến triển. Với sự phát triển của y học trong nước, tùy theo thể trạng và giai đoạn của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp phù hợp với người bệnh như phẫu thuật trước rồi hóa trị trước rồi phẫu thuật hoặc hóa trị giai đoạn muộn, dùng thuốc nhắm trúng đích, hay còn gọi là sinh học phân tử trong điều trị. Hiện nay, đối với ung thư dạ dày, người ta có thể tiến hành phẫu thuật không cần cắt bỏ toàn bộ dạ dày của người bệnh, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư và có thể áp dụng điều trị cho cả những người bệnh ở giai đoạn tiến triển nhưng chưa di căn. Tầm soát định kỳ, phát hiện sớm ung thư dạ dày. Hiện nay, khoa học chưa biết nguyên nhân rõ ràng của ung thư dạ dày, nhưng các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đã được đề cập nhiều như thói quen ăn nhiều muối, ủ ngâm muối, lên men, thịt hun khói và nướng, thực phẩm bị nhiễm hóa chất độc hại, thuốc lá, béo phì, người bị nhiễm virus HP kết hợp với những yếu tố nguy cơ khác, tỷ lệ ung thư dạ dày sẽ cao. Đối tượng bị mắc bệnh dạ dày như loét, viêm dạ dày mãn tính, đã từng phẫu thuật dạ dày, polyp dạ dày, có các yếu tố di truyền, nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn những người bình thường. Vì vậy, các bác sĩ thường khuyến cáo nếu cơ thể có dấu hiệu đau bụng, ăn không tiêu, đầy bụng trên 2 tuần, tiền sử gia đình đã có người bị ung thư hoặc người bị bệnh nhiễm virus HP, người dân nên đi tầm soát ung thư dạ dày. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, việc tầm soát ung thư là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe vô cùng quan trọng. Tại Nhật Bản, người trên 40 tuổi sẽ được khám và chụp barium. Nếu có bất thường sẽ được chỉ định nội soi. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chương trình tầm soát được thực hiện 2 lần một năm cho người trên 60 tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ gia đình đã mắc bệnh polyp loạn sản. Những dấu hiệu cho thấy bạn nên đi khám. Đầy tức bụng. Lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với bệnh liên quan đến loét dạ dày, đau liên quan tới bữa ăn, giảm khi dùng các thuốc điều trị loét. Chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Chán ăn, khi có dấu hiệu trên, bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Cho dù không phải lúc nào cũng đau bụng, nhưng nếu có các khối u ở dạ dày cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn chán ăn. Các khối u này chính là yếu tố nguy cơ, ung thư dạ dày không nên chủ quan. Sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi. Sút cân nhiều trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi, đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày. Nôn ra máu, khi nôn có lẫn máu cũng nên suy xét đến khả năng ung thư dạ dày, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn. Người bị ung thư dạ dày khi ăn xong có cảm giác tức bụng, đầy bụng và buồn nôn. Ợ nóng là một triệu chứng phức tạp, nó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư, thường liên quan đến đau bụng hoặc đau vùng thượng vị hoặc là yếu tố nguy cơ ung thư. Đi ngoài phân màu bất thường. Nếu bạn xuất hiện triệu chứng đi ngoài phân màu đen hoặc trong phân có máu, việc này lặp lại thường xuyên, rất có thể bạn đã mắc ung thư dạ dày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.